Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Cảm ơn Chúa vì những phước hạnh Chúa ban cho chúng ta. Anh chị em được phước không? Anh em hạnh phúc không? Cảm ơn Chúa. Có bao nhiêu người đã kinh nghiệm được sự chữa lành của Chúa trong ngày hôm nay? Xin chúng ta vẫy tay để chúng ta cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa. Hallelujah! Cảm ơn Chúa. Chúa thật tuyệt vời với chúng ta. Cảm ơn Chúa vì những phước hạnh mà Chúa ngài ban cho chúng ta ở trong sự hiện diện của ngài. Anh chị em ơi, những điều chúng ta kinh nghiệm ở trong căn phòng này cần phải được rao báo ra ở khắp nơi trong những ngày sắp đến. Và đây là cách mà đạo của Chúa đã phát triển, bắt đầu như vậy thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục như vậy, và chúng ta cũng sẽ kết thúc như vậy khi ngài Chúa Giêsu Christ trở lại để tiếp rước hội thánh của ngài. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng ta nếm được. Chúng ta hãy quyết tâm ra đi và chúng ta chuyển tải cho những người xung quanh là trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Hôm nay tôi tin rằng trưa hôm nay Chúa đã cho chúng ta thấy sự vận hành của Chúa. Ngài có quyền chọn cái cách Ngài làm. Như trưa hôm nay chúng ta đã thấy Chúa Ngài chữa lành mà không cần ai đặt tay trên chúng ta. Bởi vì chúng ta đón nhận trong đức tin. Chúng tôi định nghĩa đức tin là gì, anh chị em còn nhớ không? Chúa phán, chúng ta tin thì việc nó thành cho chúng ta. Amen. Chúng ta lặp lại để chúng ta xác nhận và ghi khắc ở trong tấm lòng của chúng ta. Chúa phán, chúng ta tin thì việc thành cho chúng ta. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Sau khi chúng ta tin Chúa, ai nấy trong chúng ta cũng có một ao ước là chúng ta muốn hầu việc Chúa. Bởi vì Chúa ngài đặt ở trong chúng ta cái nhu cầu đó. Chúa cho con người chúng ta được dựng nên. Chúa ban cho chúng ta những sự ban cho của Chúa, những khả năng để chúng ta có thể bắt tay hầu việc Chúa. Nhưng mà chúng ta bắt đầu từ đâu? Để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cho mùa gặt, chúng ta cần nhận biết một điều rất là quan trọng. Đó là chúng ta cần sự sức dầu của Chúa. Sự sức dầu không phải là một cảm giác, mà là một sức mạnh, quyền năng của Chúa. Không có một điều gì có thể thực hiện khi thiếu sự sức dầu của Ngài. Sự sức dầu khiến cho một vụ có kết quả. Công việc của một vụ không thể thực hiện nếu thiếu sự sức dầu của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Không có một sự kêu gọi nào của Chúa ở trong thánh chức mà có thể thực hiện khi thiếu sự sức dầu. Đó là giải pháp cho mọi nhu cầu của con người, dù nan đề có lớn đến cỡ đâu, lớn đến cỡ nào, có lâu dài đến bao lâu, sự sức dầu của Chúa có quyền để bẻ những cái ách cai trị đó. Sự sức dầu của Chúa có quyền để có thể đánh bật đi hết tất cả những điều đó và giải cứu chúng ta ở trong ơn của Ngài. Thánh chức là công tác từ thiên thượng. Cho nên chúng ta thấy rằng đòi hỏi một sự trang bị từ thiên thượng để thực hiện. Và sự sức dầu là sức mạnh quyền năng để chúng ta thi hành công tác mà Chúa Ngài ban cho chúng ta. Chúng ta nhớ trong Kinh Thánh, trong lịch sử của người Israel, thì không một vị vua nào của Israel được lên ngôi làm vua mà không được sự sức dầu. Sự sức dầu là quyền năng của Chúa, là sự xác nhận, là việc riêng ra cho công tác mà Chúa ngài giao cho chúng ta. Chúng ta đã thấy Chúa Giêsu ngài đã thi hành thánh vụ của ngài trên đất. Ngài giảng tin lành nước của Đức Chúa Trời. Ngài đem quyền năng của thiên đàng đến trong ơn của Chúa, chạm đến những thân thể cùi hủi, những thân thể bệnh tật, thì họ được lành, họ được phục hồi. Chúa ngài đuổi những quỷ dữ đã áp bức, đã áp chế họ, và họ kinh nghiệm được sự tự do. Nên ba điều mà Chúa Giêsu ngài đã làm, đó là giảng tin lành về nước của Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta thấy Chúa ngài chữa lành cho những người đau ốm, và ngài giải cứu những người bị ma quỷ ức hiếp. Đó là sự bắt đầu của tin lành của Chúa, và chúng ta thấy rồi Chúa ngài đã thành lập 12 sứ đồ ở với Chúa, được Chúa huấn luyện, được Chúa ngài dạy dỗ, được Chúa ngài chuyển tải trên đời sống của họ. Rồi họ đi ra và họ phân phối các thứ ơn của Chúa và chuyển tải cho người khác. Và chúng ta thấy Chúa ngài cũng ban cho 70 môn đồ khác ra đi và làm cùng một công tác. Trưa hôm nay chúng ta cũng đã kết thúc để chúng ta thấy rằng tất cả những ai tin thì cũng làm công việc mà Chúa ngài đã định cho chúng ta. Giảng tin lành nước của Đức Chúa Trời. Chúng ta chữa lành những người đau ốm, và chúng ta giải cứu những người bị ma quỷ ức hiếp. Ở trong ơn của Chúa, chúng ta thấy sự sức dầu của Chúa là điều mà chúng ta có thể đảm bảo thực hiện được điều này, và có kết quả trong ơn của Chúa là như vậy. Các sứ đồ không thể thi hành thánh vụ được gọi cho đến khi họ được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Cho nên Chúa Giêsu đã căn dặn họ: các ngươi đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng ở đó chờ điều Cha đã hứa.
Và cảm ơn Chúa trưa hôm nay, nhiều anh em đã nhận được điều cha hứa. Cảm ơn Chúa. Có bao nhiêu người lần đầu tiên đã kinh nghiệm được Đức Thánh Linh rờ chạm tin mình và đã bật lên nói được tiếng mới ở trong buổi trưa hôm nay. Xin chúng ta vẫy tay để chúng ta bày tỏ ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Nhiều bàn tay đã vẫy lên. Chúng ta cảm ơn Chúa, ngợi khen Ngài. Chức vụ của Đức Chúa Giêsu, của các sứ đồ, của các môn đồ không bắt đầu cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao và báp têm ở trong Đức Thánh Linh. Đức Chúa Giêsu khi chịu báp têm nước, từ dưới nước lên, trời mở ra và Đức Thánh Linh đã lấy hình chim bồ câu giáng xuống ở trên Ngài, đáp xuống ở trên Ngài. Chữ giáng xuống tại đây. Và Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta, khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Judea, xứ Samaria cho đến khắp cùng trái đất. Ở trong ơn của Ngài là như vậy. Như vậy chúng ta thấy luôn cả Phi-rơ, chúng ta thấy ông cần sự ban cho từ nơi Chúa trong ơn của Ngài. Ở trong quyền năng của Chúa thì thánh vụ của ông đã được Chúa Ngài sử dụng một cách rất đặc biệt. Chúng ta cảm ơn Chúa. Quyền năng cho chức vụ chưa có mặt, sự sức giàu chính là nhiên liệu để khiến cho chúng ta có thể cất cánh được. Nên sự sức giàu là điều rất là cần cho đời sống của chúng ta ở trong sự hầu việc Chúa. Khi dân Giu-đa từ phu tù trở về, họ xây lại đền thờ. Nhưng mà họ đang làm công việc thì gặp những sự chống đối và họ đã bỏ dở công việc. Bây giờ họ xây sang để họ làm cái công việc đó là cất nhà của mình có trần ván, vân vân, và họ bỏ quên công việc của Chúa. Chúa Ngài sức giàu cho hai tiên tri của Chúa đã đến để đem lại một cái sự cảnh tỉnh dân sự của Chúa. Tiên tri Sacheri và tiên tri Age đến để nói cho người được Chúa Ngài sức giàu ban ơn để có thể lo công tác xây dựng lại đền thờ là Sorobaben. Lời của Chúa trong Sacheri chương 4 câu 6 đến câu 7 dạy như thế này. Người đáp lại rằng, đây là lời của Đức Chúa Trời phán cho Sorobaben rằng, ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta. Đức Chúa Trời vạn quân phán đấy. Hỡi núi lớn, ngươi là ai? Ở trước mặt Sorobaben, ngươi sẽ trở nên đồng bằng. Nó sẽ đem đá chót ra, sẽ có tiếng kêu rằng, xin ban ơn cho nó. Đứng trước công tác hết sức lớn lao này, lời của Chúa đến để khích lệ Sorobaben, người đứng ra để lo công việc xây lại đền thờ, rằng không phải bởi quyền thế, cũng không phải bởi năng lực, bèn là bởi thần của Chúa. Anh chị em, trong công tác chúng ta mở mang đạo Chúa, khi chúng ta giới thiệu về Chúa cho một người và người nói được cứu, được trở nên đền thờ của Chúa, là công tác chúng ta xây dựng đền thờ cho Chúa ngự. Mỗi lần chúng ta giúp đỡ một người trở lại tin Chúa là xây dựng một đền thờ mới để Chúa Ngài có thể ngự ở trong cuộc đời đó và ban phước cho nhiều người xuyên qua cuộc đời của con người đã được đổi mới đó ở trong ơn của Ngài. Và công tác này, thưa anh chị em, như Sorobaben ngày xưa xây đền thờ bằng gạch đá thì Chúa ngày hôm nay cũng sẽ ban ơn cho chúng ta để chúng ta xây dựng những đền thờ bằng thịt, là thân thể, là đời sống của những người chung quanh của chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng cũng không phải bởi quyền thế, cũng không phải bởi năng lực, bèn là bởi thần của Chúa là như vậy. Cảm ơn Chúa. Chiều hôm nay trong giờ ăn chiều, tôi có dịp để ngồi ăn chung với anh Quý là trưởng ban ẩm thực cho kỳ đại hội của chúng ta. Anh làm chứng lại thế nào cuộc đời của anh trước khi gặp Chúa. Cà Mau tại đây, ai cũng biết con người của anh Quý là con người như thế nào. Và cảm ơn Chúa, trong 6 tháng, mà chúng ta thấy Chúa Ngài đã thay đổi con người này. Chúng ta ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Người ta biết con người của anh Quý trước khi gặp Chúa Giêsu. Và con người của anh Quý ngày hôm nay khác nhau hoàn toàn. Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Và Chúa Ngài sức giàu cho những anh em làm công tác đó. Và chúng ta thấy bởi sự sức giàu của Chúa làm công việc. Mà anh Quý anh nói rằng, thưa mục sư, em không bao giờ tưởng tượng là em có thể bỏ rượu mạnh, bỏ thuốc, bỏ đá ngáo một cách gọi là nhanh chóng như vậy. Chỉ trong 2 tuần lễ, tất cả những điều đó không còn ở trong đời sống của em. Cảm ơn Chúa. Sự sức giàu của Chúa. Sự sức giàu của Chúa bẻ gãy hết tất cả những ách rối buộc đó. Vì lời của Chúa dạy chúng ta ở trong Ê-sai 61 câu 1 cho đến câu số 4. Xin chúng ta cùng mở lời của Chúa đi, chúng ta xem. Ê-sai 61 từ câu 1 cho đến câu số 4. Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta. Vì Đức Giê-hô-va đã sức giàu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịch những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục, đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta, đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu, đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề, hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình,
là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển. Họ sẽ xây lại các nơi quan vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá, là những nơi đổ nát lâu đời. Phần Kinh Thánh này mô tả cho chúng ta một việc kỳ diệu mà Chúa Ngài đã làm. Khi sự sức giàu của Chúa đến, chúng ta thấy rằng Chúa Ngài sức giàu cho người tôi tớ của Chúa, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ở trong Tân Ước, ở trong Luca chương 4, thì chúng ta thấy lời của Chúa đã trích lại phần Kinh Thánh này, và thay vì chữ khiêm nhường thì là kẻ nghèo. Nghèo tại đây không phải chỉ là nghèo về tiền bạc, nhưng mà là nghèo khó cho đời sống tâm linh. Thì chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta ngày hôm nay tin Chúa, chúng ta thấy mình trở nên giàu có trong tâm linh. Chúng ta hạnh phúc, chúng ta được bình an, chúng ta nhận được tất cả những phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho đời sống của chúng ta. Và chúng ta biết xung quanh của chúng ta còn rất rất nhiều người cần được nghe tin lành của Chúa, bởi vì họ còn rất nghèo trong đời sống tâm linh. Cảm ơn Chúa. Như sáng hôm nay chúng ta được nhắc, bảy lần bảy chỗ khác nhau Chúa Giê-xu đã chịu đổ huyết để phục hồi lại cho chúng ta tất cả. Và tin vui đó cần phải được loan báo ở trong tất cả mọi phương tiện mà chúng ta có được, từ Facebook cho đến YouTube, cho lời làm chứng cá nhân của chúng ta. Và sau này Chúa Ngài mở cửa, chúng ta cũng sẽ giảng tin lành của Chúa ở trên đài truyền hình cũng như là đài truyền thanh. Amen anh chị em. Bởi vì phương tiện truyền thanh Chúa Ngài sẽ ban lại trong hội thánh của Chúa. Vì tin vui này cần được rao báo. Nó không có gì khác hơn là những con người ở trong sự sầu khổ, những con người ở trong sự thiếu thốn được nghe tin vui của Chúa và họ đón nhận, thì cuộc đời của họ thay đổi. Tệ nạn xã hội trở nên nguồn phước cho xã hội. Amen anh chị em. Những người trước đây là những người làm khổ người khác, bây giờ đem hạnh phúc đến cho người khác. Thì không có cái gì để nói rằng những điều đó không được rao giảng ra một cách tự do và rời rộng được. Bởi vì Chúa Ngài đã định và tin lành của Ngài phải được loan báo ra như vậy ở trong ơn của Ngài. Và tôi tin rằng Chúa Ngài sẽ tiếp tục ban phước. Chúa Ngài sẽ dùng chúng ta để giảng bằng đời sống của mình mỗi ngày. Và khi cần, chúng ta sẽ giải thích lời của Chúa bằng chữ nghĩa, bằng môi miệng của mình. Nhưng mà đời sống chúng ta là bài giảng mà không ai có thể chối từ được, cũng không ai có thể bẻ bác được. Vì họ biết chúng ta trước đây và họ biết con người chúng ta ngày hôm nay ở trong ơn của Ngài. Ngài sai ta đến để rực những kẻ vỡ lòng. Bao nhiêu người xung quanh của chúng ta, tấm lòng của họ tan vỡ với những đau khổ, với những gãi đổ trong đời sống. Và chúng ta thấy người tôi tớ được sự sức giàu của Chúa có thể rịch những kẻ vỡ lòng. Cảm ơn Chúa. Chúa cho chúng tôi chứng kiến điều này rất là nhiều. Có những tấm lòng tan nát, nhưng mà bởi sự sức giàu của Chúa, có những lời tri thức đến đáp ứng nhu cầu của họ, nói thẳng vào trong tấm lòng của họ điều mà họ đang ôm ấp, một vấn đề dày cộm ở trong cuộc đời của họ mà không ai có thể giải quyết được cho họ. Và họ nghĩ rằng không ai còn để ý đến họ. Nhưng mà khi lời tri thức đến trong sự sức giàu của Chúa, đến và chia sẻ cho họ biết có một Đức Chúa Trời quan tâm và thấy hết tất cả mọi việc trong đời sống của họ, họ được khích lệ, cuộc đời của họ được phục hồi ở trong ơn của Chúa, đặng rao cho kẻ phu tù được sự tự do. Cảm ơn Chúa. Không có một tôn giáo nào, cũng không có một cái mối đạo nào có cái sức mạnh và lòng tin quyết để có thể nói rằng những kẻ phu tù bị trói buộc bởi thói hư tật xấu có thể được giải cứu, có thể được sự tự do. Nhưng mà chúng ta biết rằng lời của Chúa đã xác nhận với chúng ta, bởi sự sức giàu của Chúa, những kẻ bị phu tù sẽ được giải cứu và được sự tự do trong ơn của Chúa. Và Chúa đang dùng người Việt Nam của chúng ta, chức vụ giúp đỡ cho tệ nạn xã hội đang chứng minh điều này. Và cảm ơn Chúa, những người đầy tớ của Chúa được sự sức giàu của Ngài đang làm công việc này trong ơn của Chúa. Kẻ bị cầm được tha, đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu, đặng ban mão qua cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi. Cảm ơn Chúa, dân tộc của chúng ta trước đây biết là một dân tộc đầy những sự đau khổ. Còn có những vấn đề mà chúng ta có thể đem ơn của Chúa đến chúng ta giúp đỡ, hầu cho đội mão qua ở trên đời sống thay vì tăng chế. Cảm ơn Chúa. Các anh chị em mới tin Chúa, các anh chị em có thể thấy được sự khác biệt này một cách rất là rõ ràng. Tang lễ của người tin lành, chúng ta thấy sự quan sát của những người chung quanh của chúng ta, của những người của các tôn giáo khác. Họ nói đám tang của người tin lành sao nó vui quá. Họ họp lại với nhau, họ hát, rồi họ nói những điều tốt đẹp. Và sứ điệp của họ thì thật là khích lệ. Cảm ơn Chúa. Tại sao? Bởi vì Chúa Ngài bẻ gãy những cái đau khổ ở trong đời sống của chúng ta bằng cách ban cho chúng ta. Chúng ta thấy mão qua, áo ngợi khen thay vì tro bụi và tang chế. Thì sự sức giàu của Chúa có thể đem đến điều đó cho cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta là những người có hy vọng ở trong Chúa. Tại không anh chị em? Những người chưa biết Chúa, những người theo các tôn giáo khác, khi người thân của họ qua đời thì họ phải vĩnh biệt. Tại không? Những người chúng ta nhớ trước khi chúng ta tin Chúa, chúng ta khóc cho những người ra đi, chúng ta gọi là vĩnh biệt. Có nhiều người còn thêm ngàn thu vĩnh biệt. Nhưng mà người tin lành của chúng ta thì chúng ta biết rằng chỉ là tạm biệt thôi. Vì chúng ta đầy hy vọng.
Đức Chúa Giêsu đã sống lại và cùng một quyền năng đã làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết là Thánh Linh của Chúa ở trong chúng ta cũng sẽ làm cho thân thể hay chết chúng ta lại sống. Cho nên chúng ta không có gì để chúng ta thắc mắc. Cho nên chúng ta có thể tạm biệt người thân của chúng ta, hẹn ngày tái ngộ. Cảm ơn Chúa. Ở bên Hoa Kỳ thì khi làm đám tang là người ta mở nắp quan tài và những người đi đến để mà tiễn biệt đó thì họ có cái cơ hội để nhìn mặt lần cuối. Chúng tôi khi kết thúc chương trình tang lễ thì tôi thường nhìn qua cái người đang nằm trong quan tài là chào tạm biệt, hẹn ngày tái ngộ. Những người chưa biết Chúa họ sợ đến người, tôi nói ông mục sư không sợ xui xẻo, ông nói mày ăn mắm ăn cá xong ông nói mà ông dám là hẹn ngày tái ngộ với người đã chết. Mà chúng ta trong Chúa vì niềm tin chúng ta biết chắc về sự sống đời đời của mình. Rồi chúng ta không còn sợ nữa bởi vì Chúa mặc cho chúng ta chiếc áo ngợi khen. Chúa đội cho chúng ta mau qua, tại vì tan chế, thay vì lòng nặng nề thì sự sức giàu của Chúa có thể đến. Anh chị em chúng ta được sự sức giàu của Chúa, chúng ta sẽ rao giảng cho những người có những tâm trạng và đời sống của họ ở trong chỗ đau khổ như vậy. Rồi đây là điều hết sức kỳ diệu anh chị em. Đó là những con người gãy đổ này, những con người nghèo khổ này, những con người khiêm nhường này, những con người bị cầm buộc này. Cái đời sống của họ trước đây chúng ta thấy là gánh nặng, là những sự khó khăn cho những người thân thương, cho những người xung quanh của họ. Câu chuyện của một sư Lý Hoài Bảo tới đây là câu chuyện mà chúng tôi thường nhắc. Cảm ơn Chúa. Năm rồi và năm nay tôi có dịp chỉ gặp bà mục sư Bảo, chỉ chào sơ và chưa có cơ hội để mà nói chuyện sâu hơn. Tôi nghĩ đến cái ngày mà bà phải cho ông răng ngủ ở ngoài cái chổng ở bên ngoài đó. Rồi cái ngày mà Chúa ngày biến đổi cuộc đời của Lý Hoài Bảo trở về, người vợ quan sát xong rồi cho vô nhà trở lại. Cảm ơn Chúa. Thật là cuộc đời trước đây là gánh nặng cho gia đình, gánh nặng cho xã hội. Những con người tan vỡ, những con người bị cầm buộc này, người tôi tớ được sự sức giàu của Chúa có thể bước vào, giúp đỡ, giải cứu. Đây là điều kỳ diệu anh chị em. Chúa sẽ làm cho những con người từng là gánh nặng này trở nên những người đi xây dựng. Đây là điều mà chúng ta cần nhớ. Cơn mưa cuối mùa của Chúa đến để chúng ta có thể thu hoạch một sự thu hoạch lớn, đó là chính những con người trước đây là gánh nặng của xã hội, trước đây là nan đề cho gia đình, trước đây là những con người khủng bố những người xung quanh của mình, trở nên những người xây dựng lại, trở nên những con người Chúa sử dụng để xây dựng những cuộc đời, xây dựng lại những điều mà lâu rồi không thấy. Và cảm ơn Chúa bây giờ đã được thực hiện trở lại. Trong ơn của Chúa họ sẽ xây lại những nơi hoang vu ngày xưa. Cảm ơn Chúa. Khi chúng tôi ngồi nói chuyện và thông công với nhau với anh Quý, trưởng ban ẩm thực của chúng ta, anh kể lại cái cuộc đời trước khi gặp Chúa của anh, thì tôi cũng mỉm cười và tôi nói rằng trước khi thật sự gặp Chúa tôi cũng tệ như anh. Hội thánh ở tại Tân Châu rất là khó cho mục sư tại đó, bởi vì bên họ nội của tôi rất là đông ở trong hội thánh. Thôi thưa quý vị, còn học trung học phổ thông thì rủ bạn gái cúp cua ra ngồi trước cửa nhà thờ. Trước cửa nhà thờ nha. Hái mận, hái xoài của nhà thờ, đem ra uống rượu, ngồi tại trước cửa nhà thờ. Cảm ơn Chúa. Nhờ ân điển của Chúa tôi được ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa. Chúa sử dụng những con người như vậy khi thật sự gặp Chúa, chạm đến bởi sự sức giàu của Ngài. Bây giờ trở nên người đã xây dựng lại nơi hoang vu ngày xưa. Cảm ơn Chúa. Những điều mà nhiều đời người ta đã không thấy nữa thì ngày hôm nay Chúa cho thấy. Vì chúng tôi những con người mà sống ở trong tội lỗi, sống ở trong sự sa đọa, gặp Chúa và được Chúa ngày biến đổi thì Chúa trở nên rất thật trong đời sống của chúng tôi. Và chúng tôi cũng có thể được Chúa ngày sử dụng để xây dựng lại những gì mà nhiều năm rồi trong các nhà thờ không có quyền năng của Chúa, người ta đã bị mai một và không còn thấy nữa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, trong những hội thánh mà chúng ta thấy sự sức giàu của Chúa đến, biến đổi những con người mà gọi là khó thương nhất, những con người mà không ai còn có thể nghĩ rằng có thể có một niềm hy vọng gì cho họ. Thì trong ơn của Chúa ngày hôm nay chúng ta thấy chính những con người này lại đi ra và đem lại một cái niềm hy vọng là Chúa có thể thay đổi cuộc đời của tôi thì Chúa cũng có thể thay đổi cuộc đời của bạn. Và cảm ơn Chúa, những nơi mà chúng ta thấy những con người đã thật sự gặp Chúa và được biến đổi thì tại đó Chúa dùng để xây lại những nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi đi nhiều nơi trên thế giới và tiếp xúc với những chức vụ, thấy chính những con người giống như Nicky Cruz, chúng ta thấy là một tay băng đảng khét tiếng ở trong cái cuốn phim và quyển sách là con dao bấm đó anh chị em. Trong ơn của Chúa, con người này trở nên một sứ giả phục hưng, được Chúa ngày sai phái đi nhiều nơi ở trong ơn của Chúa, xây dựng lại những nơi đổ nát. Cảm ơn Chúa, những đời
mà chúng ta thấy rằng những việc mà trước đây không còn thấy ở trong hội thánh của Chúa bây giờ được phục hồi trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa, lập lại thành bị quỷ phá là những nơi đổ nát lâu đời. Cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài đang làm công việc của Ngài trên nhiều cuộc đời trong ơn của Chúa. Và tại đây chúng ta thấy Ê-sai 61 này mô tả cho chúng ta công việc của sự sức giàu của Chúa. Ê-sai 61 cũng cho chúng ta thấy khởi nguồn của một vụ. Chẳng những diễn tả công việc của một vụ mà còn cho chúng ta thấy khởi nguồn của một vụ. Bắt đầu thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta vì Đức Giê-hô-va đã sức giàu cho ta. Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy khởi nguồn của chức vụ Đức Giê-xu chính là sự sức giàu của Đức Thánh Linh. Đức Giê-xu phục vụ bằng cách cho ra sự sức giàu, tức là quyền năng của Đức Thánh Linh để đáp ứng nhu cầu, thay đổi hoàn cảnh. Cảm ơn Chúa. Tôi tin rằng anh chị em đã quan sát và thấy sự sức giàu của Chúa thể hiện từ sáng đến giờ. Từ những người hát cho đến những người phục vụ. Trong lúc chúng tôi chia sẻ lời Chúa, anh chị em thấy không phải là con người, không phải là mục sư Khánh nói, nhưng mà chính sự sức giàu của Chúa làm công việc. Và chúng ta thấy, mắt của chúng ta đã thấy, tai của chúng ta đã nghe và chúng ta đã chứng kiến được. Và anh chị em, không phải cá nhân tôi, không phải chỉ một vài người chúng ta thấy ở phía trước tại đây, nhưng mà hết thảy chúng ta đều cũng được Chúa Ngài sử dụng như vậy khi sự sức giàu của Chúa đến trên đời sống của chúng ta. Thần của Đức Giê-hô-va ngự trên ta vì Đức Giê-hô-va đã sức giàu cho ta. Thần của Chúa ngự trên anh chị em, thần của Chúa đổ xuống trên anh chị em vì Đức Giê-hô-va sức giàu cho anh chị em ở trong ơn của Chúa. Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy khởi nguồn của chức vụ Đức Chúa Giê-xu chính là sự sức giàu của Đức Thánh Linh. Đức Chúa Giê-xu phục vụ bằng cách Ngài cho ra sự sức giàu. Cảm ơn Chúa, chúng ta cũng có thể cho ra sự sức giàu của Chúa khi chúng ta đảm bảo cuộc đời chúng ta luôn luôn có giàu của Chúa. Và chúng tôi sẽ chia sẻ anh chị em cách nào để chúng ta giữ cho đời sống của chúng ta. Thứ nhất là chúng ta nhận sự sức giàu và giữ cho chúng ta liên tục được đầy giàu của Chúa, giàu mới của Ngài, để chúng ta sẵn sàng được đưa vào sử dụng bất cứ nơi nào Chúa Ngài sai phái và đặt để chúng ta. Theo Kinh Thánh thì Đức Chúa Giê-xu không làm một phép lạ nào trước khi quyền năng của Đức Thánh Linh giáng trên Ngài. Và điều này cũng áp dụng cho đời sống của chúng ta. Cũng không thấy một việc của một vụ nào mà Đức Chúa Giê-xu làm được ghi trước cái thời điểm đó. Nên chúng ta biết rằng sự sức giàu là bắt đầu của thánh vụ của Đức Chúa Giê-xu trên đất này. Tôi tin rằng Ngài làm gương cho chúng ta, làm mẫu mực cho chúng ta, làm môn đồ của Ngài, để chứng minh rằng chúng ta không thể hoạt động dựa trên sức mạnh của con người được. Thưa anh chị em, trước khi chúng tôi hội thánh VBC Houston được Chúa Ngài thăm viếng, chức vụ chúng tôi khám phá được quyền năng của Chúa, thì tôi là một trong những người mục sư nổi tiếng là người giỏi về tổ chức, đầu óc sắp đặt mọi công việc. Và trong hội thánh thì chúng tôi rất là kỷ luật, ai mà vô trong nhà thờ mà vỗ tay là tôi đuổi ra khỏi nhà thờ. Vì tôi được người ta dạy đó là thờ Phượng Chúa là mình phải tĩnh mịch kỉnh kiệm. Nó thú thật quên em, nó như là một cái nơi mà chúng ta thấy là tang chế hơn là nơi thờ phượng Đức Chúa Trời. Im thinh thích lặng. Ngày xưa mà ở trong tờ chương trình của chúng tôi mà không có cho ho mà ai ho cũng bị đuổi ra khỏi nhà thờ. Tức là không có một chi tiết nào ở trong chương trình thờ phượng mà không được định trước mà được đưa vào ở trong buổi nhóm. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi Thánh Linh của Chúa đổ xuống, mắt được mở ra, sự sức giàu của Chúa đến, thì công việc khác hẳn và công việc của Chúa được thể hiện ra một cách rõ ràng ở trong ơn của Chúa. Bởi vì chúng tôi nhận biết được và kinh nghiệm được không dựa trên sức mạnh của con người, cũng không do tài khéo tổ chức của con người của chúng ta, nhưng mà bởi thần của Chúa. Cảm ơn Chúa. Một trong những điều quan trọng chúng ta cần hiểu về một vụ, đó là một vụ dựa trên một cái vốn liếng. Và vốn liếng đó chính là sự sức giàu của Chúa. Chúng ta làm ăn chúng ta phải có vốn, phải không chồng? Amen. Thì trong sự hầu việc Chúa chúng ta, cái vốn mà Chúa Ngài sẽ cho chúng ta là sự sức giàu của Chúa. Không sự sức giàu của Chúa tức là làm ăn mà không có vốn thì không được, không bắt đầu được. Điều mà Chúa Ngài sẽ trang bị cho chúng ta, ban cho chúng ta cái vốn liếng đó để chúng ta bắt đầu sự hầu việc Chúa chúng ta là sự sức giàu của Chúa. Lấy thí dụ để chúng ta làm sáng tỏ vấn đề tại đây. Đối với một người đầu bếp muốn nấu một cái bữa ăn thì người đầu bếp cần cái gì anh chị em? Cần nguyên liệu, cần vật liệu phải không? Dạ. Cảm ơn Chúa. Không có đầu bếp nào mà nói theo kiểu thành ngữ điển tích của người Việt của chúng ta là vắt cổ chài ra nước được. Không biết những người trẻ có biết cái cách nói đó, vắt cổ chài ra nước không? Cái chài là nó là khúc gỗ mà mình vắt nó mà nó ra nước được, tức là cái chuyện đó cũng là chuyện rất là lạ với anh chị em. Nhưng mà không thể nào có thể xảy ra được, thì không có một người đầu bếp nào không có vật liệu mà có thể nấu được, phải không? Một cái người xây dựng nếu không có vật liệu gạch đá xi măng thì cũng không thể xây dựng được, nên phải có vật liệu. Cơ đốc nhân cũng vậy, nếu không có sự sức giàu của Chúa chúng ta không làm gì được.
Vốn liếng duy nhất của chúng ta để chúng ta có thể phục vụ một cách hiệu quả là sự sức giàu của Chúa. Cho nên sự sức giàu không phải là việc chúng ta lựa chọn có cũng được, không có cũng được, nhưng mà là điều phải có trong đời sống của chúng ta. Không có một mục vụ này xảy ra nếu không bởi sự sức giàu của Đức Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta muốn làm công việc của mục vụ, sự sức giàu không phải là một sự lựa chọn mà điều bắt buộc chúng ta phải có trong đời sống của mình. Cho nên thứ tự ưu tiên của chúng ta là nhận và tiếp tục ở trong linh quyền của Chúa, bởi vì chúng ta làm những công việc siêu nhiên trong ơn của Ngài. Ngày hôm nay thì chúng ta nghe người ta lạm dụng cái danh từ được sức giàu. Ô, cái bài hát đó được sức giàu, cái chị đó hát được sức giàu, rồi chúng ta thấy cái bục giảng này cũng được sức giàu. Nói riết rồi chúng ta không biết sức giàu là cái gì nữa. Để chúng ta xem lời của Chúa mô tả chúng ta sự sức giàu như thế nào. Khi chúng ta nghe chữ sức giàu, nhiều lúc chúng ta nghĩ đến việc làm ở trong Kinh Thánh, đó là thầy tế lễ hoặc là tiên tri của Chúa, như là Samuel đã lấy một cái sừng của con bò đó, đổ dầu vào trong đó và mang đến nhà của Isai. Tại đó, trong các con của ông, cuối cùng thì David đã được chọn để được đổ dầu trên, để sức dầu cho ông. Thì sự sức dầu là biểu tượng đổ dầu lên, nhưng mà sự sức dầu, quyền năng ở phía sau sự sức dầu đó chính là quyền năng của Đức Thánh Linh, khi Ngài tuôn đổ quyền năng của Ngài ở trên người nhận được sự sức dầu này. Vấn đề chính của sự sức dầu là quyền năng của Chúa. Một khi chúng ta được sự sức dầu ở trong ơn của Ngài, đó là chúng ta được Chúa Ngài ban cho chúng ta quyền năng của Chúa để chữa lành hoặc trang bị một người cho sự hầu việc Chúa, mục vụ trong ơn của Ngài. Đức Giê-xu là đấng Messiah, ở trong tiếng Hy-ba-lai có nghĩa là đấng được sức dầu. Ở trong tiếng Hy Lạp đó là Christos, mà chúng ta có danh từ Christ, Giê-xu Christ ở trong từ ngữ của tiếng Việt của chúng ta. Thì chữ Christos ở đây cũng có nghĩa là đấng chịu sức dầu. Nên khi chúng ta nói đến Đức Giê-xu là đấng đã được sức dầu ở trong ơn của Chúa, là nói đến Ngài được mặc lấy quyền phép của Đức Thánh Linh ở trong ơn của Ngài. Khi được đổ dầu ra, được Đức Thánh Linh tuôn đổ, chúng ta được mặc lấy quyền phép từ trên cao, và quyền phép đó chính là sự sức dầu của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho thấy sự sức dầu của Chúa là một hiện thực hữu hình mà chúng ta có thể rờ được, chúng ta có thể kinh nghiệm được ở trong ơn của Chúa. Sáng hôm nay có một số quý vị được đặt tay cầu nguyện. Có ai kinh nghiệm được thấy như là có những cái dòng điện chạy từ tay của người đặt đổ xuống trên đầu của chúng ta, chạy vào trong thân thể của chúng ta? Có, xin vẫy tay cho chúng tôi biết. Cảm ơn Chúa. Đó là sự hiện diện của sự sức dầu của Chúa. Cảm ơn Chúa. Có ai kinh nghiệm khi tay chúng tôi đặt ở trên quý vị thấy người của mình tự nhiên rực nóng lên? Cảm ơn Chúa. Đó là sự hiện diện của sự sức dầu của Chúa. Chảy như nước, chảy như dòng điện, chúng ta có thể cảm nhận được bởi các giác quan của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và chính cái người phục vụ cũng có thể kinh nghiệm được điều đó. Chúng tôi thấy sự hiện diện của sự sức dầu được đổ ra. Chúng ta có bao nhiêu người tại đây đã từng bị điện giật? Chúng ta thấy như thế nào? Dòng điện nó chạy từ ngón tay của mình, nó chạy vào trong người của mình, phải không? Phải không? Ai đã từng bị điện giật rồi? Có ai tại đây là thợ điện không? Chúng ta thấy dòng điện nó chạm từ đầu ngón tay của mình, nó chạy vào thân thể của mình. Nhưng mà khi sự sức dầu của Chúa tuôn đổ ra, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm như là những dòng điện chạy từ chúng ta, chạy ra và chạm đến cái người mà chúng ta phục vụ. Vì sự sức dầu của Chúa, chúng ta có thể cảm nhận được, chúng ta có thể kinh nghiệm, chúng ta có thể rờ mó được sự sức dầu của Chúa là như vậy. Amen anh chị em. Để chúng ta xem lời của Chúa trong Kinh Thánh để chúng ta thấy những điều này. Chúng ta nhớ trong Mát chương 5, khi người đàn bà rờ đến áo của Chúa, Chúa Giê-xu cảm nhận được sức mạnh toát ra từ Ngài để chữa lành cho ai đó. Cho nên ở một cái chỗ đông người, người ta chen lấn Chúa như vậy, Chúa Giê-xu nhìn lại và hỏi, ai vừa mới rờ đến ta? Các môn đồ của Chúa, họ thấy Chúa dường như lẩm cẩm rồi. Cho nên họ nói, thầy không thấy người ta chen lấn thầy sao mà thầy hỏi ai mới rờ đến ta? Nhưng mà Chúa Giê-xu Ngài biết, có một sự rờ chạm của đức tin và đã đòi hỏi sự sức dầu của Chúa tác động. Người đàn bà này khi giơ tay vào rờ đến áo của Chúa thì bà nghe sự sức dầu quyền năng của Chúa chạy vào trong thân thể của bà. Bà bị bệnh mất huyết trong 12 năm, bà kinh nghiệm, bà cảm nhận điều đó ở trong thân thể của bà. Ngay tức khắc thì huyết lậu cầm lại. Chúa Giê-xu thì nghe biết có một quyền năng vừa mới toát ra khỏi Ngài, như là dòng điện chạy ra chẳng hạn. Và Ngài biết rằng ai đó vừa mới, không phải là những người chen lấn Chúa như những người khác, mà con người này vừa mới chạm đến với Chúa với một cái chạm của đức tin. Chúa phán, tôi tin thì việc được thành. Amen anh chị em. Chúa phán, tôi tin thì việc được thành. Cảm ơn Chúa. Bà nghe về Đức Chúa Giê-xu. Đức tin đến bởi sự người ta nghe. Bà nghe về Đức Chúa Giê-xu.
thì bà nói trong lòng rằng nếu tôi chỉ rờ đến áo của Ngài thì tôi sẽ được lành. Và cái rờ của đức tin đó đã đòi hỏi sự sức dầu của Chúa lưu xuất ra, chạm đến thân thể của bà kinh nghiệm được sự chữa lành ở trong ơn của Chúa. Đó chính là quyền năng, là sự sức dầu của Chúa toát ra để làm thành mục đích của Ngài. Sự sức dầu chẳng những là một hiện thực hữu hình có thể rờ mó được, mà nó còn có thể chuyển tải đi được nữa. Nó chảy như nước, di chuyển như dòng điện từ người này sang người kia khi được tiếp cận bởi sự đặt tay. Cho nên rất là quan trọng, Chúa Ngài bảo chúng ta hãy đặt tay trên kẻ đau sẽ được lành, vì rờ chạm đến thì có sự sức dầu của Chúa hành động ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa có cái sự tiếp cận. Các anh chị em quan sát ở xa, khi thấy chúng tôi những người phía trên phục vụ anh chị em thì chúng tôi luôn luôn muốn có cái sự tiếp cận này. Trên tay chúng tôi có thể là để nhẹ trên trán của họ, nhưng mà ở dưới nhìn lên những người quay phim thì họ thấy mấy mục sư đang đẩy họ. Nhưng mà thật ra thì chúng tôi chỉ để cái tay của mình tiếp tục, vì có những người họ lùi ra, nếu đứng ngang thì sẽ thấy. Và nhiều lần tôi biết rằng có ống kính đang nhìn, hoặc là Chúa Thánh Linh báo cho biết rằng có ai đó đang nghi ngờ, đang thắc mắc, đang quan sát, thì Chúa Ngài bảo tôi đừng chạm đến. Và khi sự sức dầu của Chúa làm cho người đó ngã ra, người ta được xác nhận đây là việc của Chúa, chứ không phải ông sư Khánh dùng sức mạnh cơ bắp của ông để đẩy người ta xuống. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa vì sự sức dầu của Ngài có thể lưu xuất như vậy trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng ta xem cùng một sự sức dầu được nói đến trong các đoạn kinh thánh sau đây. Ở trong Matthew chương 14 câu 35 cho đến câu số 36. Người sứ đó nhận biết Ngài thì sai người đi báo tin cho khắp các miền xung quanh, và họ đem các kẻ bệnh đến cùng Ngài, xin chỉ cho rờ đến viền áo mà thôi, vậy ai rờ đến cũng đều được lành bệnh cả. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Chúng ta thấy sự sức dầu của Chúa được thể hiện ở trong câu kinh thánh này. Luca chương 6 câu số 19. Cả đoàn dân đến kiếm cách rờ Ngài, vì từ Ngài có quyền phép ra chữa lành hết mọi người. Cảm ơn Chúa. Mác chương 5 câu 27 đến 29. Chúng ta nghe lại về câu chuyện của người đàn bà này. Người đã nghe tin về Đức Chúa Giêsu bèn lẫn vào đằng sau giữa đám đông mà rờ áo của Ngài. Vì người nói rằng nếu ai chỉ rờ đến áo của Ngài mà thôi thì ta sẽ được lành. Cùng một lúc ấy huyết lậu liền cầm lại, người nghe trong mình đã được lành bệnh. Cảm ơn Chúa. Đó là sự sức dầu của Chúa. Người nhận thường cảm nhận được hiện thực của sự sức dầu, cảm xúc khi có tác động ở trên thân thể của mình, người ta kinh nghiệm được ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Sự sức dầu của Chúa cũng có thể động lại trên những vật thể trong một thời gian. Như chúng ta thấy sự sức dầu còn động lại ở trên hài cốt của tiên tri Elise, đủ để có thể làm cho thi thể của một người chết sống lại. Cảm ơn Chúa. Anh chị em còn nhớ điển tích đó ở trong Các Vua thứ nhì chương 13 câu số 21. Elise qua đời. Đây là con người đã xin thần của thầy của mình cảm động trên mình gấp bội phần. Và cảm ơn Chúa, cho đến giờ phút này thì ông đã thấy được những phép lạ gần được gấp đôi thầy của mình, mà ông qua đời. Xương của ông đã khô. Elise qua đời và người ta chôn người. Đầu năm sau có đoàn quân Moab toan vào xứ, và xảy ra có kẻ chôn một người, thấy đoàn quân ấy đến bèn liện thay vào trong mồ của Elise. Chúng ta thấy cái thay được liền vào, và kẻ chết vừa chạm đến hài cốt của Elise thì sống lại và đứng dậy. Thiên Chúa, Chúa Ngài sức dầu trên đầy tớ của Chúa, tiên tri của Ngài mạnh đến độ bộ xương của ông đã khô rồi mà sự sức dầu còn động lại trong đó, trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Ngợi khen Chúa. Trong buổi sứ đồ chương 19 câu số 12 mô tả sự sức dầu của Chúa chuyển tải từ khăn áo của Phao-lô đắp ở trên người bệnh, người bệnh cũng được sự chữa lành. Ngợi khen Chúa. Như vậy sự sức dầu có thể động lại trên những vật thể mà chúng ta có thể kinh nghiệm được. Nếu như điều này thấy lạ là bởi vì hội thánh của Chúa không chứng kiến được sự sức dầu của Chúa thể hiện một cách thường xuyên, cho nên chúng ta thấy lạ. Nhưng mà hội thánh đầu tiên thì người ta thấy điều này là thường. Tôi không tin rằng một ngày nào đó ông Phao-lô nói rằng anh em lấy áo của tôi đắp trên người ta nha. Tôi thấy anh em thấy có một cái sự hiện diện của sự sức dầu của Chúa một cách rất đặc biệt. Cho nên có thể Phao-lô lúc đó ông quá bận, ông không có mặt tại nhà. Và người ta thì đem những người bệnh đến. Cho nên anh em nghĩ ra sự sức dầu của Chúa trên đầy tớ của Ngài sẽ còn động lại trên vật thể, trên áo sống của ông, trên khăn của ông chăng? Họ đem lên, họ đắp ở trên những người bệnh, người bệnh được lành ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Và điều này cũng diễn ra nhiều nơi trên thế giới và nhiều trường hợp mà tôi có thể làm nhân chứng cho anh chị em. Có những người mà chúng tôi đặt tay trên những khăn tay, đặt tay trên áo, ở trên khăn trải giường và chuyển tải sự sức dầu của Chúa vào đó. Họ mang về đắp trên người thân của mình, bệnh tim được lành ngay tức khắc ở trong ơn của Chúa. Ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa. Một trong những ngồi nổ của sự thăm biến của Chúa tại Hội Thánh Phong Điền mà ngày mai ban hướng dẫn người khen Phong Điền sẽ đến với chúng ta, đó là, tôi không nhớ bà Ba hay là bà Năm,
Bà có một người cháu khóc đêm, suốt đêm, mà nó làm cho cả gia đình khốn khổ về cái việc khóc đêm của đứa bé này. Láng giềng cũng khốn khổ vì đứa trẻ này. Bà chạy đến Hội Thánh ở tại Long Xuyên khi chúng tôi về đó và đứng hầu vì Chúa. Bà lên bà trình bày, tôi nói bây giờ cháu không có mặt tại đây thì tôi không có cách nào để có thể phục vụ một cách trực tiếp được. Bà có cái khăn gì hay là có cái gì đây để tôi có thể chuyển tải sự sức giàu được không? Thì bà kiếm ở trong cái bóp của mình, cái ví của mình, leo ra cái khăn lạnh mà giờ nó khô rồi. Chúng tôi đổ một chút dầu vào trong đó và đặt tay trên lại Chúa, con không gặp đứa trẻ này được. Nhưng mà tin rằng sự sức giàu của Chúa có thể động lại trên vật thể này. Và xin Chúa ngài cho để đắp ở trên cái đứa trẻ này. Đứa trẻ này sẽ được lành khỏi cái bệnh khóc đêm này. Ngợi khen Chúa. Bà mang cái khăn về đắp ở trên đứa cháu của mình thì buổi tối đó nó không còn khóc đêm nữa. Ngợi khen Chúa. Ngợi khen Chúa. Bà phấn khích và bà chạy vào trong nhà thờ. Sáng Chủ nhật bà làm chứng, bà nói kỳ diệu quá, cháu của tôi được đắp cái khăn lên một cái là nó hết khóc đêm. Thì ông mục sư tại đó, ông nói rằng cái này là tà giáo, không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói cái này hết. Họ ban trị sự đến để đuổi bà ra khỏi nhà thờ. Và ông nói một cách rất là xác quyết, trong Kinh Thánh không có chỗ nào nói cái điều này hết. Thì cuối cùng thì có một chấp sự cũng đã chứng kiến công việc của Chúa. Ông mở công vụ sứ đồ đồng 19, ông đẩy cái cuốn Kinh Thánh qua cho ông mục sư. Ông mục sư đọc xong, ông nói rằng nhưng mà điều này không còn ngày hôm nay. Bỏ tài. Đúng là bỏ tài chấm cơm thôi không chị em. Sự sức giàu của Chúa tuôn chảy động lại trên nhân vật thể. Và tôi tin rằng hôm nay khi chúng ta kinh nghiệm được và chúng ta biết giữ cho sự sức giàu của Chúa liên tục đầy trong đời sống của chúng ta, chúng ta sẽ thấy những thân thể đau ốm được chữa lành trong những ngày sắp đến. Những người bị cầm buộc được tự do trong ơn của Chúa. Phước hạnh của Ngài sẽ bày tỏ ra trong ơn của Ngài. Vì sự sức giàu của Chúa sẽ làm thành những công việc lớn lao trong ơn của Ngài. Trong quyền năng của Ngài là như vậy. Ngợi khen Chúa của chúng ta. Nói đến đây chắc là nhiều người bắt đầu khao khát rồi. Anh chị em muốn nhận được sự sức giàu của Chúa phải không? Muốn nhận được sự chuyển tải trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Nhận sự sức giàu là việc rất dễ. Bởi vì Chúa muốn sức giàu trên chúng ta, Ngài muốn sử dụng chúng ta. Và đây là điều mà tôi khuyến khích anh chị em nghe thật kỹ. Bây giờ xin đừng ai nói chuyện riêng nữa. Tập trung vào nhận sự sức giàu khó nhưng mà dễ. Nhưng mà giữ được sự sức giàu luôn tươi mới và liên tục là một điều khó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, thầy của chúng ta, gương mẫu của chúng ta là cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài đã cho chúng ta thấy bí quyết để giữ sự sức giàu luôn liên tục trong đời sống của chúng ta. Vì khi chúng ta phục vụ trong sự sức giàu của Chúa, quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ toát ra từ chúng ta thực hiện những công tác của mục vụ. Như chúng ta thấy người đàn bà khi rờ đến giặt áo của Chúa thì có quyền năng của Chúa đổ ra để chạm đến thân thể của bà. Nhiều lần khi chúng ta cầu nguyện phục vụ người bệnh, chúng ta cũng cảm thấy cùng một cảm giác khi sự sức giàu của Chúa rời khỏi tay chúng ta và chạm đến ai đó trong lúc chúng ta phục vụ. Khi sự sức giàu tuôn ra từ chúng ta, thì anh chị em phải nhớ một cái lẽ thật này, đó là bình chứa của chúng ta sẽ cạn dần. Ở đây cũng là điều mà tôi khuyến khích để anh chị em tí nữa khi nhận đó, thì chúng ta phải nhớ cái nguyên tắc này. Có nhiều người đó, đi ăn thì dành chỗ chen lấn để mà đến trước để lấy thức ăn. Nhưng mà đến công việc của Chúa như là nhận sự sức giàu của Chúa, thì mình khiêm nhường lắm. Anh đi lên đi, chị đi lên đi. Đứng đó, rồi xong đến khi mọi người được hết rồi, mới chạy đến, mục sư ơi, em là người cuối cùng xin mục sư cầu nguyện cho em. Tôi nói rằng nãy giờ tại sao chúng tôi kêu gọi đến để phục vụ các anh chị mà ông chưa làm. Nói dạ, em nhường cho những người khác đi trước. Anh chị em, đó không phải là nguyên tắc của Kinh Thánh. Đó cũng phải là sự khôn ngoan. Cái lúc mà sự sức giàu mạnh nhất, đó là lúc bắt đầu. Bởi vì cho ra thì sẽ cạn dần, cạn dần, cạn dần. Cho nên anh chị em đừng có chờ cho đến giây phút chót. Và nhớ điều này nữa rất là quan trọng. Chúng tôi, các mục sư người Việt Nam đó, hiểu dân tộc của mình, hiểu anh chị em, cho nên chúng tôi phục vụ một cách tối đa. Nhưng mà đối với các tôi tớ của Chúa, những người ngoại quốc đó, thì họ hiểu nguyên tắc này rất là quan trọng. Là khi cái công tác được giao cho mà đã chấm dứt, thì sự sức giàu thường cũng ngưng lại ở tại đó. Nên chúng ta đừng tìm theo các diễn giả, các mục sư vào ở trong thang máy rồi chúng ta nói mục sư bây giờ không có ai tại đây, xin mục sư đặt tay trên em. Vậy em không muốn người thấy em được sự sức giàu của Chúa. Tại sao? Để tôi khuyến khích anh chị em đó là hãy đến. Cái gì nhường cho sự sức giàu của Chúa là lại Chúa. Con muốn được đầu tiên. Amen anh chị em. Và tại đó trong sự khao khát của chúng ta, khi chúng ta bày tỏ ra một cách hết sức là khao khát như vậy, Chúa ngài sẽ đãi chúng ta một cách đặc biệt trong ơn của Chúa. Kinh nghiệm của các tôi tớ của Chúa phục vụ, chúng tôi cũng thấy điều này. Đó là khi chúng ta cho ra thì sự sức giàu cạn dần. Vấn đề của chúng ta tại đây là làm sao để chúng ta lại được tái đổ đầy
chúng ta nhận sự sức dầu tươi mới của Chúa một cách nhanh chóng để chúng ta có thể phục vụ trở lại. Chúa Giêsu làm gương cho chúng ta. Trong Mát chương 1 ghi lại cho chúng ta một ngày rất là bận rộn trong chức vụ Chúa Giêsu. Chúng ta nhớ ở bên nhà hội thì có một người bị quỷ ám, Chúa Giêsu đuổi quỷ ra khỏi cái người này. Rồi từ bên nhà hội đi mấy bước thì qua nhà bà gia của Phi-rơ. Vừa tới nơi thì người ta báo cho biết là bà gia của Phi-rơ đang lên cơn rét và bà đang nằm ở trên giường, bà run. Đến và Chúa Giêsu ngài rờ đến bà, rét liền dứt, bà ngồi dậy, bắt tay, chắc có lẽ là xuống bếp nấu ăn một cái bữa ăn gì đó để đãi Chúa Giêsu và đoàn truyền giáo. Dân chúng ở trong vùng đó biết Chúa Giêsu ngài đang có mặt tại đó, họ đem những người bệnh tật đến, những người bị quỷ ám đến, Chúa Giêsu giúp đỡ cho họ đến khuya. Và đây là điều mà chúng ta thắc mắc, tìm cho được câu trả lời, đó là Chúa Giêsu làm gì buổi sáng hôm sau? Cầu nguyện. Ngài đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Tại sao Chúa làm như vậy? Thông thường chúng ta là sau một cái ngày phục vụ mệt nhọc như vậy là mình trùm mền mình ngủ cho nó đã chứ, để lợi sức mà. Nhưng mà chúng ta sai lầm nếu chúng ta làm như vậy. Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta một cái gương, đó là Ngài đi vào nơi vắng vẻ lúc trời còn mờ sáng. Chúa Giêsu Ngài biết rằng để lợi sức và được đông đầy sự sức dầu trở lại thì Ngài phải trở lại với nguồn của sự sức dầu. Ngài đã sức cho ta. Amen. Vì Đức Giê-hô-va đã sức cho ta. Nguồn của sự sức dầu là Chúa Cha. Khi chúng ta cho ra, chúng ta cho ra, nó sẽ cạn dần cạn dần. Công việc của chúng ta phải trở lại với nguồn của sự sức dầu để chúng ta lại được đông đầy trở lại. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Chúng ta ngày hôm nay ai cũng có điện thoại di động. Chúng ta biết cái điện thoại thì nó, cái chức năng của nó rất là lớn. Nhưng mà chúng ta xài mà hết pin rồi thì cái chức năng của nó còn có giá trị gì nữa không chứ? Không. Công việc của chúng ta phải làm gì? Sạc pin. Nhớ, nguyên tắc của chúng ta sạc pin để cho cái điện thoại chúng ta nó có thể hoạt động trở lại. Thì sự sức dầu của chúng ta sẽ được Chúa Ngài đông trở lại một cách đầy khi chúng ta trở lại với nguồn của sự sức dầu. Sau khi Chúa Giêsu quá bánh, từ 5 cái bánh và 2 con cá đãi 5.000 người ăn, thì Chúa Giêsu bảo các môn đệ của Ngài đi qua biển bên kia trước, còn Ngài làm gì anh chị em? Ngài lên núi và cầu nguyện tại đó một lần nữa. Ngài trở lại với nguồn của sự sức dầu và làm cái phép lạ mà làm cho 5 cái bánh và 2 con cá mà nó nhân rộng ra và đãi cho 5.000 người, đàn ông chưa kể đàn bà con nít, là một cái phép lạ rất là lớn. Chúa Giêsu làm gương cho chúng ta. Ngài trở lại với nguồn sức dầu, được đông đầy trở lại và Ngài có thể phục vụ tiếp tục. Cảm ơn Chúa. Anh chị em nắm được vấn đề không? Cho nên chúng ta sẽ nhận sự sức dầu từ nơi Chúa. Có những người sẽ được tái đổ đầy trong buổi tối hôm nay. Nhưng mà chúng ta không thể nào chờ một năm một lần, hay là đôi ba tháng có một cái đại hội, hay là có một cái chương trình bồi linh gì đó, hay là một cái ngày kiêng ăn cầu nguyện để đến đó để chúng ta được tái đổ đầy. Mà chúng ta phải liên tục trở lại với nguồn của sự sức dầu để chúng ta luôn luôn đảm bảo rằng chúng ta có pin ở trong mình. Amen. Điện thoại chúng ta có pin. Chúng ta có sự sức dầu của Chúa để sẵn sàng được đưa và sử dụng tại bến xe bus, tại xe đò, tại ở cái chỗ chúng ta chờ đợi, ở trong cái phương tiện mà Chúa Ngài ban cho chúng ta, ở tại lễ tân hay là bất cứ nơi nào trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Hôm kỷ niệm 500 năm thì một sư bảo, anh Thới, anh Cường và tôi, chúng tôi có mướn một cái Grab, chiếc xe Grab. Cảm ơn Chúa, sự sức dầu của Ngài đầy ở trong xe đó. Chúng tôi nói về công việc của Chúa. Và anh chị em, mới ngày thứ nhất thôi, ông tài xế xe tin Chúa. Ngợi khen Chúa. Nhưng mà nếu chúng tôi dừng ở tại đó thì hết rồi. Cho nên phải trở về xin bánh để có thể đãi cho bạn của mình. Ví dụ về xin bánh, chúng ta còn nhớ Chúa Giêsu kể một câu chuyện. Có một người có bạn nửa đêm đến thăm mình, mà nhà của anh không có bánh. Bởi vì luật mà Chúa Ngài đã định ở trong Cựu Ước, đó là khi có một người khách bộ hành đến nhà của chúng ta, công việc của chúng ta là phải cho họ uống nước và cho họ ăn. Anh em nhớ như đó. Thì chúng ta thấy rằng ông có một cái trách nhiệm. Bây giờ bạn đến thăm mình nửa đêm mà nhà của mình thì không có bánh để đãi cho bạn của mình, mà trách nhiệm là phải cho họ ăn, bởi vì biết rằng họ đã đi một đoạn đường rất là xa. Thì anh này mình nhớ rằng có một cái nhà có bánh. Thì anh đến anh làm gì anh chị em còn nhớ không? Anh đến anh gõ cửa. Người chủ nhà nói rằng: chúng tôi đã ngủ hết rồi, xin anh đừng làm rộn chúng tôi. Con nít ở trong nhà đã dỗ nó nãy giờ, dỗ nó lâu lắm rồi,
mà gặp cái đứa khóc đêm nữa, mà dỗ mà nó vừa mới nín được, xin đừng làm phiền. Nó mà thức dậy là chúng tôi sẽ thức tới sáng để chúng tôi dỗ nó ngủ trở lại. Xin đừng làm phiền chúng tôi, đi về đi. Nhưng mà người này biết rằng mình về, không có bánh thì bạn của mình sẽ đói. Cho nên tiếp tục gõ mà không biết xấu hổ, bởi vì bạn của mình cần được bánh ăn. Amen anh chị em. Xin Chúa cho chúng ta là những người trở lại với nguồn của sự sức giàu, trở lại với kho bánh, trở lại nhà có bánh. Chúng ta gõ cửa Đức Chúa Trời, lại Chúa xin ban cho con bánh để con đãi cho những người đói. Điện thoại nó cần trở lại với nguồn của sự sức giàu của nó. Amen anh chị em. Bánh phải có để chúng ta đãi cho những người xung quanh của chúng ta. Đừng ai đi và đến chỉ hứa tuổi. Có nhiều cơ đốc nhân nói nhiều lắm, nhưng mà khi người ta đến rồi, bánh đâu? Không có. Xách cái thùng nước mà nói rằng ai khác đến chúng tôi sẽ cho quý vị uống. Người ta nhìn vô không còn một giọt nước, tại cái thùng lục. Xin Chúa cho để chúng ta được ơn của Chúa, được sự sức giàu của Ngài. Mà chúng ta biết một điều, đó là chúng ta phải liên tục trở lại với nguồn của sự sức giàu. Cảm ơn Chúa. Làm sao để chúng ta có thể kinh nghiệm được điều này một cách nhanh chóng? Chưa hôm nay chúng ta đã nhận được, đó là chúng ta gây dựng chính mình trên nền tảng rất thánh, như Giu-đe câu 20 nói, bằng cách cầu nguyện trong thánh linh. Anh chị em gây dựng chính mình. Cảm ơn Chúa. Người nói tiếng lạ gây dựng chính mình, người nói tiên tri gây dựng hội thánh của Chúa. Amen. Nhưng mà nhiều người thì tôi xem thường cái việc gây dựng chính mình. Tôi là người rất là hào phóng, cho nên tôi chỉ muốn gây dựng hội thánh của Chúa thôi. Cho nên chê không gây dựng chính mình bằng việc cầu nguyện và nói tiếng lạ. Mà không cầu nguyện, không nói tiếng lạ thì nó yếu như cọng bún thiêu, thì gây dựng ai? Ông mục sư ông đỡ lên, ông gọi điện thoại, ông đi thăm viếng, kéo được đến nhà thờ, ông thả tay ra cái cọng bún thiêu nữa. Rồi mục sư các anh em đi thăm viếng lại đỡ lên lại cọng bún thiêu, mà buông tay ra là nó lại ngã xuống. Xin Chúa cho chúng ta hiểu nguyên tắc này, trở lại nguồn của sự sức giàu. Và cái cách nhanh nhất để chúng ta gây dựng chính mình, đó là chúng ta cầu nguyện trong thánh linh. Nhà của tôi cũng có nhiều khi em hỏi, em không biết ở đâu mà anh có sức như vậy. Anh giảng từ sáng đến giờ cầu nguyện cho không biết bao nhiêu người. Hồi nãy nhà tôi nói là em mệt quá, em thèm ngủ hơn thèm ăn. Cho nên anh xuống nhà anh ăn đi, em đi thẳng lên chỗ nhóm lại. Chúng tôi về tới, thì nãy các anh em rước tôi ra khỏi chỗ quý vị đang vây quanh để nhờ chúng tôi cầu nguyện. Tôi về đến phòng, bỏ cái túi xuống. Công việc của chúng tôi là trở lại với nguồn sức giàu, sạc pin liền. Để biết rằng tối hôm nay phải có bánh để đãi cho anh chị em, phải có ơn của Chúa để phục vụ ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Cái sạc nhanh nhất mà Chúa Ngài đã cho mà cơ đốc nhân nhiều người không biết để sử dụng. Người nói tiếng lạ gây dựng ai anh chị em? Gây dựng chính mình. Cho nên đừng ai trong chúng ta anh hùng rơm mà nói rằng tôi muốn gây dựng người khác à. Gây dựng chính mình trước. Chúng ta có đi phi cơ, một số đông chúng ta bắt đầu đi di chuyển, chúng ta biết rằng lên phi cơ người ta thường hay nói với chúng ta, dạy chúng ta, nếu trong trường hợp áp suất ở trong phi cơ bị mất thì sẽ có những cái mặt nạ để đem xuống mà chúng ta có thể cho chúng ta oxy để chúng ta thở. Người ta căn dặn chúng ta đừng anh hùng rơm trong vấn đề đi giúp những người xung quanh. Trước nhất hãy đeo vào cho mình trước. Mình phải đảm bảo rằng mình đứng ở trong cái vị trí có cái khả năng để mình giúp đỡ người khác thì mình mới có thể là cái nguồn giúp đỡ. Đừng đi chạy đây chạy đó giúp người này người kia, cuối cùng ra mình nín thở thì mình lại trở nên gánh nặng cho những người khác. Cho nên đeo vào trước rồi mới giúp đỡ những người xung quanh của mình. Gây dựng chính mình trước rồi mình sẽ gây dựng hội thánh của Chúa sau. Amen anh chị em. Đừng buông tay Chúa, đừng bỏ cái nguồn của sự sức giàu, trở lại để nhận sự sức giàu của Chúa một cách liên tục, để sẵn sàng được đưa vào sử dụng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào. Vì dầu của Chúa sẽ đổ ra để đáp ứng nhu cầu khi chúng ta là những người mang sự sức dầu của Chúa một cách đầy dẫy để chúng ta phục vụ trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Điều này có giúp đỡ được ai trong buổi sáng hôm nay, buổi tối hôm nay không? Cảm ơn Chúa. Có thể đó là chìa khóa, có thể đó là câu trả lời, câu hỏi tại sao mà trong những ngày qua chúng ta thấy dường như mình không được Chúa Ngài sử dụng giống như trước đây nữa. Mình nhớ một điều,
Đức Chúa Trời, Ngài muốn đáp ứng nhu cầu của những con người đau khổ ngoài kia. Nhưng Chúa không thể sai những người trống rỗng, những người hết pin, những người không có năng lực thuộc linh, không có sự sức dầu tươi mới của Chúa để làm công tác được. Anh chị em, công việc của chúng ta đừng tìm cách để chúng ta chơi trò chơi sức dầu với Đức Chúa Trời. Chứ chúng ta phải thành thật với Chúa. Chúng ta cũng không tạo nên những cái điều thấy dường như là mình vẫn có sự sức dầu của ngày xưa, nhưng mà thật ra thì nó đã khô cạn rồi. Công việc của chúng ta, đây là việc sống còn của chúng ta, và cũng là sự sống còn của những người xung quanh. Cảm ơn Chúa. Khi chúng tôi nghe cháu Khánh Linh ở tại đây nghe bài giảng của chúng tôi trên Internet, và cháu gặp Chúa, cháu tin Chúa, rồi gia đình đưa giới thiệu về Chúa cho cha mẹ của mình, cho chị của mình, và bây giờ cả gia đình được phước. Gia đình làm nguồn phước cho thành phố này, và nhiều người doanh nhân đã được Chúa Ngài ban phước. Anh xem, tôi muốn nói cái điều này. Nếu tôi chểnh mảng soạn những bài giảng đó, thì tôi nói rằng trời, con có nhiều việc bận quá, cho nên con khui đồ hộp cho anh em ăn. Mà đúng ngay cái bài giảng mà Khánh Linh lên nghe, mà cái bài giảng đó là cái bài giảng mà chúng tôi giảng ở trong cái việc thiếu sự sức dầu của Chúa. Chúng ta có thể hình dung cháu mất cơ hội để tin Chúa. Mà cháu mất cơ hội tin Chúa thì gia đình của cháu sẽ không biết được Chúa. Mà không biết được Chúa thì những con người mà ngày hôm nay chúng ta được nghe nhắc đến sẽ không có cơ hội để biết Chúa. Cái ảnh hưởng dây chuyền này mang lại cho chúng ta cốt lõi cái vấn đề rất là quan trọng. Chúng ta phải được sự sức dầu của Chúa. Không có sự sức dầu, không có một vụ. Đó là vốn liếng duy nhất của chúng ta. Phải đảm bảo chúng ta nhận sự sức dầu của Chúa và học cách để chúng ta luôn được tươi mới trong sự sức dầu của Ngài, trong ơn của Ngài. Amen anh chị em. Nguyện xin Chúa Ngài ban phước sự sức dầu của Ngài đổ xuống trên chúng ta trong ơn của Ngài, và chúng ta sẽ là những người liên tục đổ đầy ở trong ơn của Chúa. Trong sinh hoạt hàng ngày của chúng tôi, mỗi ngày chúng tôi đều có một cái khoảng thời gian ở trong văn phòng làm việc. Chúng tôi tắt điện thoại. Nên có ai ở xa mà gọi điện thoại, có nhiều khi gọi rồi giận. Nói sao tôi gọi mà mục sư không trả lời. Câu trả lời đó là có những lúc chúng tôi phải bỏ điện thoại xuống. Chúng tôi phải bước vào một cái chỗ vắng vẻ để xin bánh của Chúa, để trở lại với nguồn của sự sức dầu. Bằng không thì chúng tôi sẽ cho anh chị em xác thịt. Chúng tôi sẽ cho anh chị em ý kiến của Quỳnh Quốc Khánh. Sự khôn ngoan của Quỳnh Quốc Khánh, kinh nghiệm của Quỳnh Khánh không đủ để giải quyết những vấn đề trong đời sống của anh chị em, trong đời sống của những người có nhu cầu ngoài kia. Cho nên chúng tôi dừng lại trong ngày, ở trong một cái vị trí quen thuộc, điểm hẹn của tôi với Đức Thánh Linh. Tôi đến trong sự thư thả, lấy cái đàn guitar ra, đàn tay băng cầm ra, chơi một bài hát ngợi khen Chúa và nói với Chúa Thánh Linh rằng: Lạy Chúa, con cần được sự sức dầu tươi mới của Ngài. Xin đến và tái đổ đầy trên đời sống của con. Vì con không biết cú điện thoại kế tiếp người bên kia là ai, nhu cầu như thế nào. Con sẽ không có gì, bởi vì không phải bởi năng lực, cũng không phải bởi quyền thế, nhưng bởi thần của ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Cảm ơn Chúa. Có một cái núi đồi nào đó mà Giê-ru-sa-ba-bên có thể đối diện, Sô-rô-ba-bên có thể đối diện. Và nếu không có sự sức dầu của Chúa, núi đồi đó sẽ cản trở. Nhưng mà có sự sức dầu của Chúa thì không có một núi đồi nào có thể đứng nổi trước công việc của một người như Sô-rô-ba-bên được sự sức dầu của Chúa. Cảm ơn Chúa. Và điều này chúng tôi cũng chia sẻ để khích lệ anh chị em. Mỗi ngày một nhiều hơn, chúng tôi nghe những lời làm chứng. Có những người họ gặp chúng tôi, tìm đến Houston, đến nhà thờ gặp chúng tôi, cảm ơn chúng tôi. Nói rằng tôi đã có ý định muốn tự tử. Nhưng mà có người tặng cho tôi một đĩa bài giảng của mục sư, một cái CD bài giảng của mục sư. Tôi nghe và Chúa Ngài đã ban phước làm việc mà tôi có được ngày hôm nay. Tôi dắt vợ con tôi đến đây để cảm ơn mục sư, là vì nhờ bài giảng của mục sư mà gia đình của tôi còn có cha, có chồng trong ngày hôm nay. Anh chị em, khi tôi nghe điều đó tôi khóc. Cảm ơn Chúa, con không thất trách ở trong công việc nghiên cứu, học hỏi lời của Ngài và luôn luôn trở lại với nguồn sức dầu, đừng luôn trở lại với nhà bánh để nhận bánh, sẵn sàng đãi cho anh em con. Vì không biết ai sẽ nghe sứ điệp kế tiếp của mình, mà những con người đó, cuộc đời của họ, tiềm năng có thể được biến đổi như thế nào. Cho nên hỏi anh chị em, hãy đảm bảo mình được sự sức dầu của Chúa, để sẵn sàng trong mùa gặt. Thì sự sức dầu của Chúa không thể là điều thiếu trong cuộc đời của chúng ta. Kiến thức không thể cứu được người, bằng cấp không thể cứu được người, nhưng mà sự sức dầu của Chúa có thể làm được công việc ở trong ơn của Ngài. Amen. Amen. Ai khao khát sự sức dầu của Chúa trong buổi tối hôm nay, chúng tôi mời anh chị em đến để chúng ta đặt mình vào trong vị trí, chúng ta nhận sự sức dầu của Chúa trong ơn của Ngài, quyền năng của Ngài thi thố tuôn đổ ra trên chúng ta, để chúng ta có thể nhận được ở trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Ngài. Vì chúng ta rất là đông ở tại đây, cho nên hãy cố gắng giữ cho mình được đứng vững,
nhận sự sức dầu Chúa và nói rằng: Lạy Chúa, con muốn uống càng. Xin Chúa Ngài rót đổ sự sức dầu của Ngài dầm thấm trong xương tủy của con, để như Elise, dù cho con có chết, xương của con nó đã trở thành một bộ xương thô, thì xác chết cũng sẽ sống lại ở trong ơn của Ngài, trong quyền năng của Ngài. Ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa. Anh chị em giữ cho nhau đứng vững ở trong ơn của Chúa, đón nhận sự sức dầu của Ngài trong ngày hôm nay ở trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Ngài. Hallelujah, hallelujah. Ngợi khen Chúa cho chúng con. Đức Giê-hô-va đấng sức dầu cho đầy tớ của Ngài là Giê-xu người Nazareth, xin đến và sức dầu cho anh chị em của chúng con, để rồi Ngài có thể sai phái chúng con đi ra, Chúa giống ở trong ơn của Ngài, trong quyền năng của Ngài. Ô lạy Chúa của chúng con, xin rót đổ, 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 rót đổ sức dầu của Ngài cho anh chị em con, rót đổ, rót đổ, chuyển tải sự sức dầu của Ngài, chuyển tải sự sức dầu của Ngài, chuyển tải sự sức dầu của Ngài, Chúa giống trong ơn của Ngài, chuyển tải sự sức dầu, chuyển tải sự sức dầu của Ngài. Ô lạy Chúa, chính Ngài, chính Ngài, Chúa ơi, Chúa Ngài, chính Ngài, sự sức dầu của Ngài trong con, xin chuyển tải rồi cho anh chị em con. Ô lạy Chúa, xin Ngài là vậy. Ô cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, đâu đây Chúa giống, đâu đây trong ơn của Ngài, trong quyền năng của Ngài. Hallelujah, ngợi khen Chúa chúng con. Dầm thấm Chúa giống, dầm thấm, dầm thấm trên anh em con ở trong ơn của Ngài, dầm thấm ở trong ơn của Ngài, Chúa giống, dầm thấm ở trong ơn của Ngài, dầm thấm sự sức dầu của Ngài, trong ơn của Ngài. Oh sa ba ba ca ba đi 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 sa la ba 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 đi đi ah ba ba đi đi sa la ba ba đi đi đây chúng con ra đi ở trong sự sức dầu của Ngài, ra đi trong quyền năng của Ngài, đem lại kết quả trong ơn của Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Hallelujah, hallelujah. Xin các mục sư, các tôi tớ của Chúa đã từng kinh nghiệm sự sức dầu của Chúa, hiểu được nguyên tắc này, xin đứng vây quanh hội chúng trong thời giờ này, và chúng ta cầu nguyện sự sức dầu của Ngài đổ xuống trên dân sự của Chúa trong ngày hôm nay, trong ơn của Ngài. Xin các tôi tớ, Chúa, mục sư Lạc, mục sư Sĩ, các mục sư vòng quanh ở phía sau như là một vòng tròn lửa ở trong ơn của Chúa, và chúng ta xin Chúa Ngài rót đổ. Xin các tôi tớ của Chúa là những người quen hiểu sự sức dầu của Chúa, cầu nguyện cho anh chị em của mình ở trong ơn của Ngài. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài làm việc sự sức dầu của Ngài, chuyển tải rót đổ vào, Chúa giống, một cách tuôn tràn và sử dụng ở trong ơn của Ngài. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài làm việc sự sức dầu của Ngài, rót đổ, rót đổ, rót đổ, rót đổ trong ơn của Ngài, trong quyền năng của Chúa, Chúa giống, xác nhận rót đổ, rót đổ, rót đổ trong ơn của Ngài. Yes, là ba ba con đi đi đi. Lạy Chúa, xin Chúa làm việc, rót đổ trong ơn của Ngài, quyền năng của Ngài, Chúa giáo, sử dụng ở trong ơn của Chúa. Có ba ba, yes, là ba ba. Anh chị em ở phía sau đừng lấn tới nữa. Có những người ở phía dưới của chúng ta, xin đừng lấn tới. Lạy Chúa, xin sức dầu, ban ơn, sự sức dầu của Ngài, rót đổ trong ơn của Ngài, trong quyền năng của Ngài. Yes, là ba ba con đi đi đi. Xin Chúa làm việc. Impartation, impartation, impartation. Sự sức dầu của Ngài chuyển tải trong ơn của Ngài. Hallelujah. Yes, là ba ba con đi đi đi. Sự sức dầu của Chúa. Anh chị em, đừng chen lấn lên, đừng chen lấn lên. Đừng đứng vào trong vị trí của mình. Chúa sức dầu trên chúng ta, giúp đỡ cho nhau đứng vững để đón nhận ở trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Ngài. Oh, salaba ba ba đi đi đi. Yes, salaba ba ba đi đi đi. Go đi đi đi. Xin Chúa làm việc. Cảm ơn của Ngài. Xin Chúa Ngài hành động. Xin Chúa Ngài làm việc. Cảm ơn Chúa. Chúa cho anh em còn kinh nghiệm được ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa, giữ vững chính mình, cảm ơn của Ngài, đón nhận sự sức dầu của Chúa, đứng vững ở trong sự sức dầu của Chúa. Ba ba cô đi đi, say đi đi, ô đi, ba 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 cô đi đi đi, say đi đi, ca ba ba cô đi đi đi, say ba 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 ba, chuyển tải sự sức dầu của Ngài, chuyển tải sự sức dầu của Ngài, Chúa, trong ơn của Chúa, trong quyền sự sức dầu của Ngài, rót đổ trong ơn của Ngài, rót đổ trong ơn. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.